bây giờ thì khoảng 8:30 sáng đó các bạn, quán đang rất là đông khách. Thì là anh chủ quán này đứng đằng trước để tính tiền. Hiện tại thì quán đang rất là đông khách luôn đó các bạn. Thì bây giờ Trang sẽ quay đây là cái ruộng nước leo của chú nè. Quán đang rất là đông khách rồi các bạn. Hiện tại là mình thấy như là full bàn luôn đó các bạn. Bên đây là cái người xương đó các bạn. Dạ, chào chú ạ. Chú cho con hỏi là chú tên gì vậy? À, tên Văn. Dạ, à, xin giới thiệu quý khán giả, đây là chú Văn. Chú là chủ quán ở đây ạ? Dạ, chú là em của chủ quán, của quán mì này các bạn. Bên đây là cái nồi nước trùng phải không chú? Dạ. Yes. Có hủ mì sườn nữa. Hủ mì sườn. Có lại cái cần tư. Nè, con xíu này ăn lỏng nha. Có mì sườn ăn ở đây á. À, có chưa nấu. Chú lòng rồi còn hủ mì sườn này là hủ tiếu lòng nè các bạn. Đi qua hai chắc. Quán đang rất là đông khách nên là mình chưa có hỏi được gì nhiều nha quý vị và các bạn. Cẩn thận củi lửa. Má cái này làm lại cho con khô được không? Khô được. Rồi cái này hủ tiếu không có gan, số 1 ăn thêm nha. Số 1 ăn thêm làm lại khô cho con. Đưa giật mà. Số 1 ăn thêm chị ơi. Cô ơi, như một tô hủ tiếu xào xương như vậy là có giá bao nhiêu tiền vậy cô? 45. Dạ. Giá là 45. Ở đây thì khách tới ăn mà khách mua mang về cũng rất là đông luôn các bạn. Một hũ mì. Một hũ mì.
Rồi ba hủ tiếu nha. Ba hủ tiếu nè, cái này hai miếng đâu rồi? Bỏ trong luôn, bỏ luôn. Nè, ba giác khô chú chín. Ba giác khô với hũ bọt. Dạ không, dĩa dĩa. Dĩa. Bắt đựng ra. Ba giác sao? Ba giác có khô nhỉ? Ba giác có khô nhỉ? Khô. Lấy lên một cái. Em có hủ mì không? Ờ, hủ mì cũng là càng đến xíu. Hủ mì, mà cho này trả lại. Đâu gì trả nè. Ủa cô áo xanh này lâu rồi á. Không phải trả lại, đổi lại. Đổi lại cái gì? Cái đó là hủ mì á. Không trả lại. Có một hủ luôn đi, hủ luôn. Giờ thêm cho hủ xương. Cô ơi, cho con hỏi cái này là gì vậy cô? Thịt heo đúng không cô? Dạ. Thịt nạc đó em. Dạ, thịt nạc. Dạ. Cho con tô hủ tiếu, tô mì xíu. Hủ xương. Rồi này tô hủ xương. Cô ơi, cho con hỏi là cơ bản một tô hủ tiếu ở đây xào nước là đều 45.000 một tô đúng không cô? Đồng giá hả? Đồng giá, dạ. Mà nếu như có khách ăn đặc biệt thì vẫn có giá đặc biệt đúng không cô? Đặc biệt thì thêm 10.000. Dạ, vậy là đặc biệt là có giá là 50k một tô. Dạ. Quán của cô là mở ở đây lâu chưa cô? Sau 2 năm. 62 năm. Trời ơi, quý vị các bạn ơi, một quán hủ tiếu á. Hủ tiếu bình thường. Cô đã mở tới 62 năm. Sáu mươi hai năm thì là quá thâm niên rồi đó các bạn. Cái này là của người Hoa đúng không cô? Đúng rồi, đúng rồi. Gốc Hoa. Dạ. Dài, ít mặt. Quán rất là đông khách luôn các bạn. Đây là thịt heo nè các bạn. Heo ở đây thì đặc biệt là màu sắc khác với những cái nơi mà bán bún hủ tiếu khác nha các bạn, là một cách kiểu thịt nạc mà dây dây á các bạn. Giờ này còn ngắn gì nữa. Có 2 kg mới bán được đâu. Bên này là cái gì vậy chị? Bên này là cái gì? Quỳnh Thánh. À, Quỳnh Thánh. Quỳnh Thánh nha các bạn. Bên này là xương. Hai gia vị không gian. Nghe nghe bỏ vô sọc ra. Dạ. Dạ. Có làm hơi là hủ mì hai giấc. Bên này bò kho đó con. Bò kho. À dạ, bò kho. Mùi nhìn rất là ngon, thơm lắm các bạn. Nghe mùi rất là thơm. Hủ mì khô. Hủ mì khô số 2. Quán hủ tiếu của cô là như cô đã chia sẻ, hủ mì khô số 2 2 năm rồi nè các bạn. Giá hẹ cho một coi chị. Đây là hủ tiếu khô phải không chị? Dạ.
tóc mỡ nè hả chị ha, tóc mỡ rất là nhiều luôn các bạn. Không. Cô ơi cho con hỏi là như hủ tiếu phò kho là giá sao vậy cô? Cũng 45. À dạ, tất cả là đều đặc giá 45. Giá 45. Ai muốn ăn đặc biệt thì ngày dạ, đúng dạ. Rồi. Đó, tô vậy 45. Dạ. Nhưng ở đây chủ yếu thì chắc người ta ăn hủ tiếu nhiều hơn ha cô ha. Hủ tiếu với mì. Dạ, chủ yếu là hủ tiếu với mì. Hoành dạ. Dạ. Mì lớn nhỏ. Dạ. Hai ăn không hợp. Còn cái giá vô. Hè không à? Nhiều quá không? Nè. Cho ngang kia mày. Cái tô dài mì số 3. Ủ mì ngay chưa? Mỡ nhìn rất là ngon. Mì xương. Mì xíu số 2. Ôi đừng có cằn nhằn mà ơi. Mì lớn nhỏ nước và mì vàng thì các bạn, mì vàng nước thì tất cả đồng giá là 45k, còn tô đặc biệt thì có giá là 50k nha các bạn. Cô bán đồng giá. Không gian ơi, quán của mình là mở ra bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy cô? Nói mà. Từ 5 giờ sáng cho tới 12 giờ chiều. À dạ. Đây là quán của cô chỉ bán nửa buổi thôi các bạn. 5 giờ sáng thì cô đã ra mở cửa. Cô bán tới 12 giờ trưa. Đây nè con. Số 3. Số 3. Số 3. Số 3. 3 giá xương. 2 giá xương.
hiện tại thì mình thấy quân vàng luôn rồi đó các bạn. Khách ở đây mình thấy ăn hủ tiêu, ăn mì vàng thì cũng rất là nhiều nè các bạn. Mì vàng tô đó là 55 á, tô đó thêm á, thêm mì á, cái này cũng 55, dạ, tô lớn, dạ, cái này là 55, cái này là tô lớn nè các bạn. Như tô lớn mà mình ăn thêm mì á, nhiều thịt xíu thì 55k, tô ấy 55k nè các bạn. Cái này là yêu cầu của khách hàng á, ông muốn ăn nhiều hơn thì sẽ thêm tiền. Đi chạy bà. Không ngon. Ở ngoài thì mình thấy khoảng cỡ 5 đến 6 người tụ múc và bưng đó các bạn. Dạ, này là hoành thánh, bên trong là nhân thịt heo hả chú? Dạ, hoành thánh ạ. Wow. Đây mình với tờ mì luôn. Tờ mì số 9. Tờ mì số 2. Cô chú và anh chị múc không ngừng tay luôn các bạn. Phải dầu vô. Tờ mì số 9. Này là mì khô nè các bạn. Ta mì nước, mì nước. Ở đây cái mì này là mì tươi luôn đúng không chú? Mì tươi. Dạ. Rồi thức ăn á, dai khô không bao tử, mì nước không bao tử. Bây giờ con mì phương số 7 nữa. Mình thấy là chêm nước lèo liên tục luôn các bạn. Cô làm từ lúc cô còn con gái tới giờ luôn á. 15 tuổi. Dạ. Vậy là gọi là được gọi là từ lúc nhỏ luôn á. Dạ. Vậy là cái nghề này là của ba mẹ cô để lại hay sao cô? Dạ. Dạ. Cô là gốc người Hoa luôn hả cô? Dạ. Thì cô là gốc người Hoa luôn quý vị và các bạn. Cái nhân thịt của cô làm này các bạn, cô tự làm hết rất là ngon. Đó, này là bò con. Lấy gân này đó, gắm miếng gân. Trời ơi, nhìn đã quá. Miếng gân nó to quá hả chú hả? Đúng rồi. Mềm luôn rồi. Bán là phải cho anh cho khách ăn mà trắng cho lả miệng luôn đó. Dạ. Như một phần bò kho này là bao nhiêu vậy chú? 85 phần, 85 ngàn đó con. 85 ngàn. Xuất sắc luôn, nhìn ngon quá, thơm nữa. Rất là ngon luôn ha. Còn bên cái nồi bên đây là nồi gì chú? Đây sườn kho đó con, sườn bên kho. Đây là sườn kho. Dạ. Sườn kho này thì có giá bao nhiêu một cô hả chú? Cũng là 85 đó con. Dạ, cũng là 85 luôn. 65. À 65. Rồi 65. Như ở đây tô đặc biệt là bao nhiêu vậy chú hả? Tô đặc biệt là bao nhiêu vậy chú hả? Tô đặc biệt đó không chờ nhiều khi khách thêm bò thêm gì thì 80-90 hay là 100 cũng có. Trang xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Fanfor TV của Trang nha.
Thì hiện tại bây giờ Trang đang có mặt tại số 76 Hàng Hải Nguyên, phường 8, quận 10. Thì bên cạnh Trang đây là chiếc xe hủ tiếu của chú người Hoa. Thì chú cũng đã bán được qua ba đời rồi các bạn, hơn 80 năm rồi. Thì chú có bán hoành tánh, sườn kho và mì hành thánh nữa. Cùng theo Trang đi vào bên trong để khám phá xe hủ tiếu của chú cùng với Trang nha. Ấy á. Gì à, bún hủ tiếu mì thập cẩm xá xíu sườn kho bò kho sườn nóng nữa. Hai hủ tiếu mì hai phần đem về đây. Ok ok ok, ngồi mì xin. Thì chỗ bao chấp phá thì chỗ đúng rồi, gói sẵn cái lắm mới ngon. Dạ hồi đó chú gói một tay giờ phải gói hai tay. Dạ you
Cái này là bò kho. Dạ. Bò kho rất là ngon luôn. Cảm ơn. Hai lưỡi. Một phần này có giá bao nhiêu tiền vậy chú ha? Cũng 80 đó con. Dạ, 80. Đây bò coi là... Này là bò cổ điển mấy chục năm luôn đó con. Dạ. Mấy chục năm gia truyền chứ mấy bây giờ làm cái bò con. Mấy chục năm rồi ha chú hả? Ừ. Mấy đời rồi chú? Ba chú rồi tới chú. Hai đời rồi. Dạ, hai đời. Đây là sườn kho. 50 năm ha chú hả? Của ba chú là 60 năm rồi. À. Của chú là mười mấy tuổi giờ chú 60 là cũng 40 mấy 50 năm rồi. Dạ, cũng 50 năm rồi, 40 mấy năm rồi. Ừ. Dạ. Nói chung là ba chú với chú là cũng cả trăm năm rồi. Ba chú là mười mấy tuổi, lâu tôi chiếu là cũng 60 mấy phẩy 70 tuổi. Rồi gia truyền cho chú. Dạ. Chú mười mấy tuổi cũng 19 tuổi. Rồi năm nay chú 60 rồi. Mà nhìn chú lai lai hả? Có lai không? Không, lai gì? Lai tay vậy lai tạ. Người qua. Dạ, thấy mắt chú xanh xanh con tưởng đâu chú hoa rồi lai qua người khác nữa. Không có đâu, chú là hoa gốc luôn ha. Ờ đúng rồi. Mà chưa có người yêu. Chưa có người yêu. Dạ. Chắc chuyến này cô nào mà cũng độc thân vui tính á, coi được cái clip của con thì nhiều khi làm quen với chú cũng có nè. Thôi, chú không dám đâu. Chú quán, chú rất là có hương. Cho con hỏi là chú tên gì ạ? Chú có thể giới thiệu cho quý khán giả biết chú tên gì không? Chú tên Trung. Dạ, chú Trung. Trung Ký là chú. Dạ. Dạ. Nhiều như là thời gian của chú bán thì từ mấy giờ tới mấy giờ chú hả? Giờ mới dọn ra là con? Dạ, là 5 giờ. 15 giờ chiều tới 11 giờ con. Dạ. 10 giờ rưỡi là chú bắt đầu dọn từ từ rồi. Dạ, là dọn. Chú bán từ 5 giờ cho tới 11 giờ đêm á chú hả? Đúng rồi. Dạ, chú bán nguyên tuần luôn ha chú? Sao? Chú hoạt động chú bán nguyên tuần luôn, có nghỉ ngày nào không? Không. Khi nào có công chuyện thì chú nghỉ. Dạ. Chiều cái buồn thì nghỉ nhà chơi. Dạ. Ăn nhậu. Dạ. Làm cũng phải có giải trí chứ chú hả? Đúng rồi. Nói dậu chứ không có dậu. Chập dậu chơi chứ mà dậu. Dạ. À, xá xíu này là ở nhà chú làm luôn hả chú? Làm luôn, tất cả nhà làm luôn đúng rồi. Dạ, nhìn ngon quá. Cái xá xíu này nhìn thịt nó mềm, nó không bị khô hả chú? Cái này là làm cái hoành thánh cái gì của chú cũng là mấy chục năm về chứ cứ làm cái khẩu vị á. Dạ. Ừ. Tức là cái khẩu vị này là từ cái thời mà ba mẹ của chú. Ba của chú rồi. Dạ, ba để lại chú cho chú. Còn để cái, lại sao làm y chang vậy đó chú ha. Còn cái tấm mà của chú à. Còn cái tấm mà của chú à. Lát còn ăn hủ tiếu á. Trời ơi. Lát còn ăn hủ tiếu á, còn để vô cái lúc nào còn nhâm tâm con ăn cái hủ tiếu con mới ăn đi tết mà nó cũng giòn. Dạ vậy à, dạ nhìn ngon quá. Nhiều cái lễ vô lễ lít đều đó nó mềm. Nó mềm ra. Ừ. Dạ. Cái của chú này không có mềm. Ừ. Nhìn rất là ngon luôn. Đó, nói chung là mấy chục năm rồi tại ba phụ cháy bán cô sủng là bị chơi thôi. Thôi thì có rồi. Đóng rồi, không có đủ cái lộ lắm. Dạ. Ở chú đâu là đỡ thôi, nước phải sôi. Dạ. Nó mới ngon chứ nước không sợ nó không ngon. Dạ. Ừ. Cái nước mà nó càng sôi thì trụng cái cọng bún á, cọng mì nó ngon hay chú ha. Đúng rồi. Ừ. Với là một phần nó ngon nữa. Dạ. Ừ. Cái này
là chú đang làm món gì vậy chú ha? Bò kho, một phần bò có một phần sườn kho. Dạ. Ba mày em mình tẩy à? Này thập cẩm mấy con gan cực. Dạ. Gan cực là tôm viên tá xíu á, là một tô á. Dạ. Để lát từ thầy chú ơi. Cái chú... con tôm của chú nó to. Thấy con tôm chưa mà con biết. Đây các bạn. Chú xài một tôm nó 1 kg là 24 con. Dạ. Đồ của chú toàn là chất lượng không luôn á. Năm nay là năm nay thời bữa nay là tôm 1kg 24 con là không có hàng. Dạ. Ờ đây. Năm ngoái thì có bao la, năm nay là hả? Như tô này là có giá là bao nhiêu tiền vậy chú ơi? 60 á con. 60 và chất lượng. Tô thập cẩm nha các bạn, 60 ngàn một tô, rất là hấp dẫn luôn. Đây là lưỡi á, chứ chú bán là phải bán cho chất lượng. Dạ. Ăn vô thì khách có quay lại nữa. Dạ, mùi rất chú là dám, ngon luôn. Chú dám xài mỡ nhiều chỗ không có xài mỡ luôn. Dạ. Nhiều chỗ đó không có xài mỡ đó con. Dạ. Lát nữa Trang sẽ thử cái món này nè, thập cẩm bằng. Rất là hấp dẫn luôn. Nên là cái này là hủ tiếu thập cẩm hay chú ha? Bún gạo đó con. À bún gạo. Ờ. Dạ. Dịch thánh thánh rồi. Cái thịt bánh thánh của chú nhìn rất là chất lượng. Thịt bánh thánh ăn qua chưa? Và thịt bánh thánh là của chú là mấy chục năm rồi con nghe luôn đó. Dạ. Có mà ăn bánh thánh chỗ nào ngon hơn chú á, thôi gì chú cũng thua cho con. Dạ đúng rồi. Không, chú nói thiệt mà. Phải nói thật một điều là mọi thứ này chú bầm ở nhà rất chú là chất lượng luôn. Chú bầm chú không có chú không có thịt xay. Dạ. Chú lấy dầu bầm á. Dạ. Tiếu ở chú là giá từ 60 trở lên, cao nhất là 60 trở lên chú ha. À nói chú biểu diễn được á, giờ chú không có biểu diễn được. À chú đó, chú anh với tôi rồi. À, nó quanh cao lắm, giờ cái tay bị tổn thương rồi chú. Dạ, chú không quanh cao rồi. Dạ. Biểu diễn lật tô đó chú ha. Đúng lấy rồi. Tô anh nói chú biểu diễn rồi, giờ chú không nhau dám dây. Dạ. Dây thì được, thấp thì được, là dễ thấp được. Ôi nó cao, nó quanh cao giờ mới dám. Dạ. Mới dám làm tại tay bị ổng mới là danh lệ. Dạ, bây giờ cái tay chú trước đây cũng đã bị cái vết thương như vậy rồi á, nó cũng yếu dần. Cũng yếu rồi, yếu. Dạ. Yếu rồi, cũng yếu. Dạ, chung cũng yếu cái tay á. Ờ. Như phần mì hoành thánh này là có giá bao nhiêu vậy chú ha? 85 con. Hủ tiếu hai giấm mì hoành thánh. Hay là lưỡi. Dạ. Thơm quá mà không biết là thơm cái gì, chắc từ nồi nước lèo này rồi chú. Ờ đúng rồi, nước lèo. Nước lèo nấu bằng xương nó thơm lắm mấy con. Dạ. Nấu bằng xương lắm á. Dạ. Đây
nhìn thấy cái xe của chú này rất là lâu lâu đời luôn rồi các bạn. Cô chú cũng vậy nè, ăn tôm chưa luộc lắm bự vậy đó. Con tôm của chú nè đang là to không ạ? Chứ bán giờ khách ăn giờ lả miệng chứ ăn những nào chút 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 rồi là ăn xứng đáng chút 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 luôn đúng không chú hả? Xin lỗi xin lỗi. Dạ không sao sao chú. Đúng rồi ăn giờ láng đồng tiền bởi vì chú bán giá cao. Dạ. Ừ. Hôm sau ra thì nếu mà một tô 60 mấy ngàn thì con thấy với cái món hoa giá như vậy thì cũng không là quá cao, của chú thì lại rất là chất lượng luôn. Ừ. Đúng rồi chú. Hả? À? Rồi chú bán chất lượng như bán tầm bậy tầm bạ luôn. Bán tầm bậy tầm bạ khách ăn xong khách khách bỏ đi hơn. Các bạn có thể thấy nè, còn thấy này lâu tí mà nó sôi sôi kiểu này không ít cơ, lâu tí mà nó sôi giống vậy. Mì thảy chú không thảy được luôn, nhưng mà không có thảy cao được. Dạ. Mì thảy ra vậy là con. Dạ. Đó, mì thảy đó. À, nó thảy cao giờ ta bị thương rồi không dám. Dạ. Thảy cao. Chú chia sẻ thì ngày xưa mà khi mà chú bán á các bạn thì chú có thể thảy tô nè, thảy mì lên cao nè, nhưng mà bây giờ cũng do sự cố tay của chú trước đây có bị tai nạn á, nên bây giờ chú cũng tay chú yếu dần, chú không có biểu diễn được như vậy nữa. Ủa, con nói chứ cái nồi nước lèo của chú cộng thêm cái hành hương rất thơm. Dạ. Trang gọi hai phần, một phần là của bạn quay phim nè các bạn, đây làm mì. Này là mì xương ống này các bạn. Còn cái đây là mì thập cẩm này các bạn. Thập cẩm thì gồm có một con tôm nè, xá xíu nè, gan nè, cực nè, cá viên nè. Còn hai cái hành thánh này là chú tặng để ăn thử cho biết đó các bạn. Rất là hấp dẫn luôn ha. Một phần như vậy thì có giá là 65 ngàn các bạn. À xin lỗi, 60 ngàn. Một phần là 60. Này là hủ tiếu mì. Phần lượng này đây là phần xương ống nè các bạn. Phần này thì có giá là 60 ngàn các bạn. Hai cục xương ống rất là lớn luôn ha. Cha xin mời các bạn cùng thưởng thức món hủ tiếu thập cẩm cùng với cha nha. Này là xá xíu nè, để thử trước một miếng nước nè. Cái nước hủ tiếu của chú rất là ngon các bạn, ngọt từ xương. Như nồi nước lèo lúc nãy á, các bạn thấy á, thì chú hầm xương ống rất là nhiều luôn các bạn. Để ăn trước xá xíu nè. Xá xíu rất là mềm, ngọt, ngon. Hủ tiếu thập cẩm của chú ở đây Trang thấy rất là ngon luôn các bạn. Theo khẩu vị của Trang thấy rất là ngon. Các bạn hãy ghé đến và trải nghiệm thử nha. Trang cũng xin kết thúc video tại đây. Trang xin nhắc lại địa chỉ của xe hủ tiếu của chú là 76 Hàng Hải Nguyên, phường 8, quận 11 nha các bạn. Và Trang xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Hàng món thôi giống nhau. Dạ. Yeah.
hủ tiếu thập cẩm của chú ở đây Trang thấy rất là ngon luôn các bạn. Theo khẩu vị của Trang thấy rất là ngon. Các bạn hãy ghé đến và trải nghiệm thử nha. Trang cũng xin kết thúc video tại đây. Trang xin nhắc lại địa chỉ của xe hủ tiếu của chú là 76 Hàng Hải Nguyên, phường 8, quận 11 nha các bạn. Và Trang xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Là mì dắt thôi chú hả? Mì dắt thôi. Dạ, mì dắt thôi. Dạ. Có thịt nạc này thì nó ngon lắm. Dạ. Không có quán nào nó có bán thịt nạc. Trang xin chào cả nhà đã quay trở lại với video mới của Trang nha. Thì hiện tại hôm nay bây giờ khoảng tầm 9:30, Trang đang có mặt tại quận 11 nha các bạn. Quán hủ tiếu Triều Châu của người Hoa các bạn. Phía ngoài kia là đường 3 tháng 2. Cái địa chỉ chính xác của quán là 206 Hà Tôn Quyền, phường 6, quận 11 các bạn. Xin mời cả nhà cùng theo Trang đi vào khám phá món hủ tiếu Triều Châu người Hoa cùng với Trang nha. Phần này là phần gì hả chú? Cái này là viên cá cực thôi, bình thường là bán, mình bán bình thường là thập cẩm với lại hải sản. Dạ. Đó là phần... viên cá cực. Dạ. Còn cái này là có giá là bao nhiêu tiền hả chú hả? 65.000 một tô. Dạ, 65.000. Bình thường cái tô bình thường là 65.000. Dạ. Ngô tử hai to, con này là 65. Bỏ thử vô cái hộp đó đi. Có hải sản, có thập cẩm, có sủi cảo với lại xương thôi. Bốn món, bốn cái menu dành giá nhân từ. Dạ. Vậy là mình bán đồng giá 65.000. 65.000 đồng giá. Dạ. Ở đây thì mình hoạt động từ mấy giờ tới mấy giờ? 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Dạ. Là mình bán nguyên tuần hay ngày nào hả chú?
chỉ có một tháng nghỉ 2 ngày, 11 với 15 rằm đó. Thì khoảng 6 giữ đổ lên là tới giờ là cao điểm. 6 giữ đổ lên là nó có đồng. Dạ. Như ở đây thì mình bán là đồng giá tất cả. Đồng giá. Dạ. Ở đây mình bán được thịt tươi không, đồ tươi không. Khi nào khách ăn mình mới nấu chứ rồi chưa ăn mình không có nấu. Dạ. Không có nấu sẵn đồ ăn. Vậy là khi khách vô ăn thì mình mới nấu thì nó mới tươi, nó mới ngon. Dạ. Còn mình đặc biệt mình không có nấu đặc biệt, nhưng mà ví dụ khách muốn ăn đặc biệt thì mình nấu thêm một chén đồ ăn đó. Tính thêm một phần một chén đồ ăn nữa thôi. 45 ngàn một chén đồ ăn. Thường giờ bán ngoài này thế giới bán mình 60. Đó, giờ tới bán tới năm mụn thân cái không có bán nữa, nó chạy dọn về ở đường Thái Thiên á. Dạ. Bây giờ mới dọn qua đây bán bên đây khoảng 10 năm trở lại rồi. Dạ, vậy là từ đời gia truyền, từ đời ba của chú tới chú là mấy chục năm rồi chú không? Từ năm 60 tới giờ. Hồi đó tôi chưa ra đời. Nếu mà vậy thì chắc phải là hơn 70 năm rồi. Dạ. Thì chú năm nay 6 mấy rồi? 53. Dạ, mà bán từ đời của ba chú chắc 70-80 năm có ạ. 60 tới giờ đó, tính giờ, năm 60 tới giờ đó. Dạ, thời ba chú tới chú năm nay 6 mấy tuổi là xe hủ tiếu cũng phải hơn gần 80 năm hoặc 80 năm gì đó rồi. Thì vẫn giữ cái hương vị như hồi xưa vậy đó. Dạ, thì y cũ như vậy không có thay đổi. Dạ, thì theo con được biết thì mùi hoa thường thì người ta hay gia truyền lại cái hương vị. Dạ. Nó cũng có chút xíu độc quyền trong đó, có đó mình tự sáng tạo ra mình độc quyền. Dạ. Có người nó giống hương, ví dụ thiếu như người nấu nước lèo giống. Mỗi người mỗi một hương vị. Dạ, mỗi người mỗi một cái hương vị khác nhau á chú ha. Dạ. Dạ, cảm ơn chú đã chia sẻ về cái xe hủ tiếu của chú ha chú ha. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Hai cái hủ tiếu mì khô, cái cá thịt hả? Lấy cá xuống đi. Dạ. Nước hả? Nó có bán thịt hạt này. Dạ, ở khu này là không có bán hết chứ. Ý tôi nói có loại thịt nạc này đó là cũng có quán này có bán đâu, quán khác nó không có. Dạ. Tất cả các cái nguyên liệu rồi.
của quán chú thì khi khách đến thì chú bắt đầu nấu nha các bạn. Chú dắt gì thôi tôm cá hả? Tất cả đều là tươi sống. Như cái tô vàng này thì có cái gì khác biệt không hả chú hả? Tô này là người ta ăn bốn giác, nó lớn chút. Còn dạ. Ví dụ có tô này, ví dụ người ta ăn ba giác thì nó nhỏ hơn chút. Dạ. Có tô này người ta ăn tô bình thường thì nó hơi nhỏ hơn một chút. À, tô rất là đẹp tiền, luôn. Ngó vô mình biết mình tính tiền. Dạ. Tô màu vàng là ba giác nha các bạn. Tô rất là đẹp luôn. Chú Nguyễn Hoa là người tiều hay là tiều, người tiều. Dạ người tiều hả chú ha? À. Thank you.
mì dắt ha chú hả? Mì dắt tươi. Dạ, mì dắt tươi. Thịt lạc luôn. Bỏ hai miếng bao vô thôi. Trang gọi một phần hủ tiếu cá phi lê và thịt nạc này các bạn. Này là mì mì khô và hủ tiếu mềm á, mì dắt tươi và hủ tiếu mềm các bạn. Thì phần này có giá là 65.000. Ở đây thì chú bán tất cả đều đồng giá là 65.000 thôi các bạn ha. Mình thấy khách hàng ở đây ăn cái phần hủ tiếu cá phi lê và thịt nạc này rất là nhiều luôn các bạn. Cha đã gọi món này review thử ha. Dầu. Sau cùng là một ít tương ớt nha. Để tương ớt thì mình sẽ bỏ lên đây. Cho xin mời cả nhà cùng thưởng thức món hủ tiếu Triều Châu, cụ thể là món cá phi lê cùng với Trang nha. Đầu tiên thì Trang sẽ thử trước cái nước lèo của quán. Nước lèo rất là ngọt, ngọt từ xương và có cái vị từ cá nữa. Tại vì hủ tiếu cá thì tất nhiên là phải có hương vị từ cá rồi các bạn ha. Nước giấm xương từ đầu. Mà cả nhà cùng thưởng thức với Trang nha. Ngon lắm. Ở đây rau sống thì Trang thấy khó cho cả cải chua nữa các bạn. Cải chua nữa ăn cho nó ngon á. Cái này mình gọi ra mình phải ăn liền á. Trang dùng cái máy hơi lâu nên là cái hủ tiếu mềm nó hơi bị dính vô nhau á. Cái này mình đã trụng qua nóng rồi phải ăn liền mới ngon. Cái cọng mì nhìn rất là ngon, hấp dẫn nè. Trang ăn thử xem nó có ngon không nha. Cọng mì rất là ngon á.
vị rất là dai, dẻo, hòa quyện thêm cái gia vị của chú nêm, nó rất là ngon các bạn. Nè, chắc sẽ thử hủ tiếu mềm ha. Hủ tiếu mềm rất là ngon. Cái gia vị chú nêm ở trong đây rất là ngon các bạn. Này, ăn chung với cải chua. Ngon quá. Nước chấm cũng rất là ngon ạ. Sa tế rất là thơm luôn. Ngon. Rau ăn kèm á thì gồm có lá hẹ nè, cải chua nè, nó là giá. Mình có cái phần cải chua nó rất là ngon các bạn, ăn nó đỡ bị ngán, rất là ngon luôn. Trong bay nãy giờ cũng một tiếng nữa, ra ngoài đây lúc 10 giờ quán cứ bán tầm 11 giờ mấy giờ hết khách các bạn, sắp hết khách rồi. Ngon lắm. Phần phi lê cá rất là tươi. Hai ly trà đá đi con. Ở đây dĩa rau rất là ngon nha các bạn. Rau rất là nhiều nè, hẹ nè, giá nè, rau, cải chua rất là ngon luôn. Ngon quá. Ngon lắm. Ăn chung với lá hẹ nè, cải chua hòa quyện vô với hủ tiếu rất là ngon quá. Ngon lắm. Ngon quá. Nó thích nhất là ăn chung với cải chua á, nó rất là ngon. Nước lèo rất là ngọt thanh đúng không ạ? Sáu mươi năm ngàn, cho em thấy cá rất là nhiều nha các bạn, cá thịt rất là nhiều, ngon quá. Rất là ngon các bạn. Thì ở trên menu thì chú có ghi là chú phân loại ra như là
hủ tiếu mì thập cẩm thì gồm có tôm, cá, tim, bao tử hoặc là cật, thịt, heo viên. Còn như hải sản thì có tôm, cá, mực, mà đặc biệt là sủi cảo, có bán sủi cảo tiều các bạn, đặc sản Kiều Châu, có cả tứ quách nữa các bạn. Quán của chú thì địa chỉ chính xác thì cho xin nhắc lại là 206 phường 6 quận 11 Hà Tôn Quyền nha các bạn. Hãy ghé đến và trải nghiệm cho Trang những bình luận xem có giống với sở thích và hương vị của Trang không nha. Và Trang cũng xin dừng cái video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu mến, quan tâm và theo dõi. Hãy nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ kênh cho Trang đấy nha. Và Trang xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Tàu cảo đi chung với mì xá xíu gà nãy của chị Thí á. Bây giờ này hai hủ tiếu mì khô xá xíu gà. Bây giờ 30 tối các bạn. Để tới gì á anh Mạnh chứ? Bình Thánh là 57 á chị. Bao giờ nó mà cậu? Chị hỏi Bình Thánh không kìa. Có thêm giò không chị? Thêm giò là 42.000 nữa đó. Có thêm không? Nó quay thấy ghê quá, nó quay vô thấy ghê quá. Cái gì vậy Thái? Thái nói gì không? Tô tiếu tô mì hả con? Trái tổng nhiều là có 2 đây, đây là nó nè. Trang xin chào cả nhà Fanpho TV. Hiện tại thì Trang đang có mặt trên con hẻm của đường Lê Đại Hành. Phía bên kia là cây xăng metro. Cây xăng metro và ở bên đây là con hẻm 66 Lê Đại Hành. Đi vô bên trong cỡ tầm 10 mét hơn thì có một quán hủ tiếu mì da Thiện Ký rất là nổi tiếng của người Hoa. Hôm nay bây giờ khoảng tầm 7 giờ ta sẽ đi vô bên trong quán Thiện Ký để review quán nổi tiếng mì da ở quận 1. Quán đi bộ vô cỡ tầm hơn 10 mét các bạn. Quán có chỗ để xe rất là rộng rãi luôn. Quán xe hủ tiếu của anh nằm ở phía trước này. Còn bên đây là quán ăn nè. Mì da Thiện Tí không chi nhánh nha các bạn. Địa chỉ của quán là 66/5 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11. Quán bán đã trên 70 năm rồi các bạn. Gốc hoa. Mì khô xá xíu một tô hả đây? Mì khô sườn nữa hả? Của anh trai. Dạ. Xá xíu. Dạ. Gà xé. Dạ. Ăn thập cẩm là có lòng đồ nè, gan, tim, phèo, cá viên, gà xé, xá xíu là đầy đủ là thập cẩm. Dạ. Có bánh tôm. Dạ. Ở đây mình bán nhiều món không anh? Có em, có sườn heo kho, giò heo kho, bò kho, có thực đơn màu vàng trên tường á em. Dạ, có thực đơn. À. Ở đây bình quân mình bán một tô thì khoảng bao nhiêu tiền anh ha? Thập cẩm là 55.000 em, còn có mì Hoành Thánh thập cẩm thì 60. Dạ. Rồi mì cảo thập cẩm thì 70. Mì sủi cảo là mắc nhất, 70. Dạ.
như quán của mình thì theo em như thấy ở trên cái bảng là mình đã bán được 70 năm rồi anh ha. Đúng, là đúng rồi em, hơn 70 năm rồi đó nha. Dạ, vậy tới đời của anh chắc là đời thứ tư rồi anh. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Ở đây thì mình bán giờ hoạt động của quán từ mấy giờ? Từ 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm em. Dạ, là mình bán nguyên tuần xuyên suốt luôn. Đúng rồi, lễ Tết thì cũng bán hết. Chỉ nhà có công chuyện đám cưới đồ hay gì đâu mới nghỉ thôi. Dạ. Chứ bình thường là ngày nào cũng bán, lễ dạ. Tết thì bán suốt hết. Dạ. Như ở trên đây thì em thấy tô của anh nó có rất là nhiều loại này thì mình đúng có rồi, cái loại tô này là 70 nè em, tô đặc biệt nè. Dạ. À, cái này là tô đặc biệt 70, còn tô này là tô nhỏ nè. Dạ. Khách mà không ăn thịt á, ăn chay, ăn mì không được á là tô này để dòm để tính tiền á. Dạ, như tô trắng thì bao nhiêu tiền? Tô này là tô bự này là 60 nè em, còn tô nhỏ này là 55. Dạ. Này mì khô đồ là 55, là tô này, cái này là tô mì để đựng mì Hoành Thánh nè. Dạ. Còn này là mì sủi cảo nè, cái tô xanh này là mì sủi cảo. Thì tất cả những tô trên này là 70 ngàn. Đúng rồi, tô xanh này 70. Yeah. Còn mấy cái chén nhỏ đựng giá rồi thôi, cái này đựng giá trụng rồi. Chén không nhỏ này. Đúng không? Mì khô xá xíu hay gì thế? Tô mì xá xíu gà. Nước hả? Tô cảo. Với tô cảo không? Lấy bò không hay là mì bò? Bằng. Ngoài đường là cũng là của quán đây luôn. Là ở phía ngoài đường hai bên đó là có cái bàn đó là đúng rồi của quán đây. Dạ. Rồi ở ngoài vô kêu ở đây nấu bưng ra ngoài. Dạ. Ở ngoài là khách giảng lai người ta lại ăn, còn khách dạ. Đây là mối. Dạ. Mối thì người ta biết trong hẻm này. Dạ. Mấy tô vậy? Khi trộn mì thì em sẽ gõ kêu cách cách giống vậy nè các bạn. Gõ cho mì nó ráo nước á. Dạ. Vừa ráo nước mà cũng vừa là cái phong cách nghe dạ. Hay hay anh ha. Hai tô hoành, hai mì hoành. Mẹ bỏ rồi đó. Hai tô hoành không, hai tô mì hoành. Đem về hả? 25, 25. Dạ. Không đủ hoành rồi. Hủ tiếu mì hả chị? Có thể. Rồi rồi rồi. Cái này mì xá xíu gà tô cảo của chị Thí kêu quá. À, như ở đây em thấy có cả khách nước ngoài ăn nữa thì chắc cũng là khách du lịch người ta tới đây cũng biết. Đúng rồi em, đúng rồi. Hai hủ tiếu mì xá xíu gà một kho anh béo. Hai hủ tiếu mì hoành khô không thịt. Hai hủ tiếu mì hoành khô không thịt. Còn của hai tô tiếu mì khô xá xíu gà. Đúng rồi. Ăn thêm hả? Có, cảo đô và hồi nãy của tí mì ếch cho mì sắp xíu gà. Mì sắp xíu gà tô cảo. Hai mì hoành khô là một không rau hả? Cho em miếng lửa lên vậy thế. Vừa thôi mạnh. Có. Giống như bò kho vậy chị. Không. Thánh giờ không hay là có lấy Bình Thánh không? Không. Thánh là con giờ không đúng không? Dạ.
tàu cảo đi chung với mì xá xíu gà nãy của chị Thí á. Bây giờ này hai hủ tiếu mì khô xá xíu gà. 7:30 tối các bạn. Để tới gì mà anh Mạnh chứ? Bánh thánh là 57 á chị. Bao giờ nó mà cậu? Chị hỏi Hoành Thánh không kìa. Có thêm giò không chị? Thêm giò là 42.000 nữa đó. Có thêm không? Rồi, một dĩa há cảo. Thêm dĩa há cảo. Bán ở phía bên ngoài mặt tiền ở Lê Đại Hành luôn các bạn. Dĩa há cảo là 30 đó chứ. Cảo với tô hoành đó chị. Này đem về luôn hả Mạnh? Tô hoành không có chưa? Của Gáp á. Xe luôn kìa, chỉ xe lên kìa. Phảnh mìn cá phảnh lõi xẻ tới chưa? Cá xíu. 2 mì xá xíu gà đem về 1 không hành hả chị? Dạ. Còn cả thính. Vậy là một tô. Lấy không hành. Thêm dĩa há cảo cho chị này nữa nè. Hủ tiếu mì khô thêm hủ tiếu xá xíu cật nè. 62. Thì bình thường là 62. Rồi tới gì đây? Của chị nãy cho ông số 3 là lấy một tô đem về thôi nha đây. Tô không hành á, nãy chỉ kêu hai tô nhưng mà giờ đổi lại lấy một tô thôi. À. Quán Thiệu Phí ở đây rất là nổi tiếng về món mì các bạn. Đừng có múc nước nha. Một à, lấy một tô không hành thôi. Đem về không hành số 3, mì xá xíu gà đó. Kêu Phan nó múc nước rồi đó. Này 82 nha, đem về cái hủ tiếu mì thêm hủ tiếu với cật á. Bún mì hả Vinh? Hai bún mì, một xá xíu, một giò. Mì xá xíu gà là không hành đem về của cái chị bạn. Mì cảo là nước hay khô gì? Mì cảo là nước. Mì cảo là kẹp thôi, khô kẹp. Mì cảo quay vậy. Rồi thấy gì đây? Bún mì xá xíu nè. Oh, no.
Còn tô giò phải không Vinh? Hai tô hủ tiếu mì thập phẩm đem về, không gan. Rồi, hai hủ tiếu mì không gan đem về. Tô giò là ra ngoài luôn hả? Đúng rồi chị, ba tô quá. Ê, bún mì chan nước chưa vậy? Sao ít nước quá vậy? Ta xíu quá. Bên đây thì có một mặt mặt này. Kế bên hông. Ngoài thì này hủ tiếu mì của chị gái kêu nè. Không gan phải không, đây đem về phải không? Ngủ cảo à. Con lú quần phán mình ơi. Bị bỏ miếng hành này. Cảo khô. Phảnh xá xíu lõi xẻ. Tô tiếng xá xíu đem về ở đây. Nó quay thấy ghê quá. Nó quay vô thấy ghê quá. Vị Thái Thái nói gì không? Tô tiếu tô mì hả con? Trái tổng nhiều là có 2 cây đây, nó không nữa nè. Trái ngoài này của em không em? Cảo mì khô. Đúng rồi. Mì khô, cảo mì khô. Mì khô. Gieo gạo trái luôn anh. Sườn em về. Có hoành chưa cả? À. Có hoành chưa mạnh chá? Có rồi, có rồi.
Mì khô thập cẩm phải không? Mì quần là sao chứ nè? Mì khô thập cẩm chứ thì mạnh. Tô nào không mở vậy? Có hoành là không mở phải không? Mì khô lấy mở không? Chưa nấu. Chảo với mì khô rồi nên chảo chưa chín, em chưa nấu. Cái này mì hoành, ế chết này. Người ta không lấy mỡ. Đó là ta quán bún bún chửi gì đó không nghe. Dắt vành khô, chén nước lèo bự. Bỏ bỏ vô lại. Dắt hoành khô ở đây, chén lèo bự. Rồi, có liền. Thì Trang gọi món hủ tiếu dai khô thập cẩm. Thì tô này có giá là 55.000 này các bạn. Thì gồm có một bánh tôm chiên tóp mỡ, chỗ tóp mỡ ở Anh nhìn rất là ngon luôn, rất là to luôn nè các bạn. Xá xíu này, bên trong đây là xá xíu và thịt bằm. Còn bên đây thì có lòng, gan và tim. Trang xin mời cả nhà cùng thưởng thức món hủ tiếu cùng với Trang nha. Cái này là Trang gọi là hủ tiếu khô. Cái gia vị của hủ tiếu khô này rất là vừa ăn luôn các bạn. Khi mình ăn vô mình cảm giác cái cọng mì á nó rất là dai giòn sừng sực kết hợp với tóp mỡ chỗ Anh á cắt rất là to luôn, giòn béo, ăn chung rất là thơm. Ăn phải hứng nước thì rất là vừa ăn, ngon ạ, ngọt. Ngọt thanh các bạn, đậm đà ngon. Xá xíu nữa ạ. Thịt xá xíu rất là mềm, ngọt. Cái này thì vừa có hủ tiếu dai và hủ tiếu mềm nữa các bạn.
ngon. Tấm mỡ, đặc biệt là tấm mỡ ở đây á, anh làm rất là to. Giòn, béo, thơm. Khi mà cái tấm mỡ nó ngon á thì nó cũng làm cho tăng cái hương vị của món ăn thêm ngon hơn nữa. Ngon á. Thịt bằm rất là béo. Cái này là bánh tôm chiên. Bánh tôm chiên cũng rất là vừa ăn, mà từ lúc nãy giờ mình bỏ chan bỏ trong cái hủ tiếu trộn lên đó, nó cũng mềm đó, nhưng mà ăn thì vẫn rất là giòn luôn à. Ngon quá. Hủ tiếu Thiệu Ký ở đây á rất là nổi tiếng luôn ha. Rất là nhiều người biết đến. Ngon quá. Tấm mỡ. Tấm mỡ giòn. Bên đây là gan lòng thập cẩm. Trang rất thích ăn cái tóc mỡ ở đây, tóc mỡ ở đây rất là ngon. Cái lòng ngon ở đây các bạn, nó rất là ngon, béo lắm. Rất là ngon luôn các bạn, hãy ghé đến để trải nghiệm món hủ tiếu mì gia Thiệu Ký. Để trải nghiệm món ăn ngon nổi tiếng ở nơi đây thì địa chỉ ở đây là 66-5 Lê Đại Hành, phường 7, quận 11. Trang xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Và bây giờ Trang xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới của kênh Sapa TV. Bye bye.
này là mì hoành thánh khô anh ha. Cái này là bánh tôm. Dạ, bánh tôm. Sốt trộn khô. Trang xin chào cả nhà Fanfor TV nha. Thì hiện tại Trang đang có mặt tại chợ Tân Định. Trưa hôm nay Trang sẽ đi ăn món mì hành thánh của chú Cẩu. Thì theo Trang được biết thì quán mì hành thánh chú Cẩu được mở gia truyền ba đời của người Hoa. Cùng Trang đi vào bên trong khám phá món mì hành thánh người Hoa của chú Cẩu cùng với Trang nha. Cái này là anh cắt xá xíu phải không anh? Đúng rồi em, xá xíu. Mì hoành thánh khô em. Dạ, mì hoành thánh khô. Một tô vậy là có giá bao nhiêu tiền? 45.000. Dạ, 45.000 một tô. Cái này là mình mì hoành thánh khô xá xíu không anh? Dạ đúng rồi, mì hoành thánh khô xá xíu. Dạ. Còn cái này là cái gì vậy anh Hơn? Cái này là xá xíu, hành phi, thịt bằm. Thịt bằm, dạ. Khô là trụng hành lá, tép mỡ. Cái này là bánh tôm. Dạ, bánh tôm. Sốt trộn khô. Đây thành phẩm nó như vậy đây, mì hoành thánh khô. Đây. Mì hoành thánh này là bao nhiêu một tô? 45.000 một tô. 45.000 dạ, như là đồng giá luôn anh. Dạ đúng rồi. Xá xíu thì đồng giá 45 hết á. Dạ. Còn thập cẩm, tim, gan, cực, tôm thì 70. Dạ. Hủ tiếu cá thì 65. Dạ. Ở đây thì mình bán được lâu chưa anh ha? Bán 3 đời thì thời ông nội anh tới giờ rồi. 3 đời rồi anh ha. 3 đời chắc là phải trên 70 năm. Đúng rồi, trên 70 năm. Tôm hả? Tôm hả? Đó là lấy thịt bằm hả? Nước lấy sao lấy bằm không thôi. Nước lấy bằm sao? Đây. Nước lấy bằm thôi. Đây là. Cái này là thịt bằm không? Phát đổi lại không ăn thịt xá xíu lấy thịt bằm. Đây. Đây, mì hoành thánh thịt bằm. Chụm lại con đi. Để mình che thêm. Yeah.
mì hình thánh tôm này là bao nhiêu một tô vậy? 75 em. Dạ 75 nha. Đây. Hai ơi. Bún gạo xá xíu, tim gan cực, tôm cá. Đủ món à? Đủ món. Có nhiều sự lựa chọn. Dạ. Đa số khách ở đây thì chắc cũng có khách du lịch nhiều anh hơn. Khách du lịch cũng có, khách Tây cũng có. Dạ. Mà sau Covid thì khách du lịch nó ít hơn thôi. Trước Covid, thì khách du lịch sẽ đông hơn. Dạ. Tại bây giờ kinh tế đang phục hồi. Đúng rồi, đang phục hồi thì khách du lịch nó đang quay trở lại. Dạ. Với phần nhà thờ Đức Bà nó đang sửa nữa, khách du lịch dỗ dồn về nhà thờ Tân Định thì họ ghé chợ cũng đông. Yeah. Quán hủ tiếu của mình là bán từ mấy giờ tới mấy giờ? 6:30 tới 2 giờ. 6:30 tới 2 giờ. Tới 14 giờ. 14 giờ. Mình bán nguyên tuần luôn anh ha? Anh bán nguyên tuần, chỉ nghỉ rằm với mùng 1. À rằm. Với một số ngày đột xuất anh có bận việc thì anh nghỉ. Dạ. Yeah. Như giá của mình thì bình quân là giá 45 ngàn, còn ai ăn tô đặc biệt là 75 ngàn. 75. Ở đây thường giờ cao điểm thì khoảng mấy giờ anh Hoa? À, cao điểm là khoảng buổi sáng á ta, từ 7 giờ mấy tới 9 giờ mấy 10 giờ. Dạ. Giờ này là trời mưa là vắng khách. Dạ. Mà cũng sắp tới giờ anh dọn hàng rồi. Dạ, tại vì 2 giờ là nghỉ và bây đúng giờ rồi. 12 giờ mấy rồi. Này là mì hoành thánh khô anh ha. Đây mì hoành thánh khô thì anh bỏ gia vị vô cái rổ này, cái mình trộn trong cái rổ này luôn anh ha, trong cái dồn này luôn. Thank you.
giờ là giờ sắp nghỉ nhưng mà khách vẫn vô lai rai biết anh ha. Ăn rất là sạch sẽ luôn nè các bạn. Tô sạch này ăn trụng qua miếng tô trước khi ăn bỏ vị vô tô. Như ở đây em thấy có cái lạ một cái là người ta bỏ vô tô rồi mới nêm gia vị á. Còn của anh là bỏ nêm gia vị tại chỗ. Gia vị vô cái này nó sẽ đều không? Dạ. Em bỏ tô vô đó, em trộn luôn hồi cái tô nó vô. Dạ. Đúng không? Dạ. Nếu em bỏ cái này vô tô trước, em dạ, trộn gia vị sau cái tô nó sẽ đen. Dạ. Dạ. Đó cũng là một cái cách riêng của quán nên rất là sạch sẽ luôn các bạn. Tô trước khi bỏ là trộn một miếng cũng vậy nữa. Em cũng đang thấy trước khi mà anh bỏ vô cho các anh trộn một cái anh mới bỏ vô. Cái này là cá gì vậy anh ha? Phi lê cá lóc em. Dạ, cá lóc. Lóc xương, lóc da, chỉ còn thịt thôi. Dạ, là phi lê ấy, anh ha. Đúng rồi. Cái này thì giá cũng là 45.000 luôn. À, cá chỉ cần thì 70. À dạ. Cá không thì 65. Dạ, như phần này là 70. Còn cực nữa. Còn đang trộn từ gì? Còn ai khách kia mà nó trộn chứ anh nó trộn. Dạ. Cái này mình trộn khách có mình trộn ăn nó mới ngon anh ha. Cắt thử cho nó chín chưa? Đúng rồi, cực nha. Giao đi mà chiều ăn thì anh sẽ để riêng. Mình để riêng cái hành phi tích mỡ tỏi. Cái tỏi với hành phi của anh rất là ngon luôn. Đây anh để riêng, họ ăn. Khách hàng họ sẽ tự bỏ vô sau. Nhà có mang quay thì cái hộp này anh bỏ vô lò vi sóng được. Ui, vậy ai? Nhựa vẫn bỏ vô được lò vi sóng hả? Dạ. Tức là cái này dành cho là bỏ lò vi sóng được. Nè đây, em thấy cái không? Dạ. Này là nhựa cao cấp là anh ha.
Như Trang thấy cái phòng mà trộn mì này nè, cô trộn rất là công phu luôn các bạn. Cô trộn Trang thấy hai ba công đoạn luôn á. Để này ba cắt, hồi nãy hai. Gì mà cọng mì của cô rất là ngon luôn. Ăn dai, dai mà không phải là dai cứng nha các bạn. Dai mà dai kiểu là cái độ dai ngon á. Hãy cảm ơn sẽ để riêng cho khách gì đó. Nói chung thì xe hủ tiếu hình ảnh ở đây á, Trang thấy cô với anh làm rất là kỹ, từ mọi công đoạn rất là sạch sẽ và kỹ càng luôn. Cái công đoạn trộn mì của cô thấy rất là công phu, cho nên là cọng mì ra cũng rất là ngon. Thấy cô trộn một nồi xong rồi cô lại nhúng qua rồi cô lại trộn tiếp, rất là công phu. Mọi thứ là mình để riêng tất cả. Đúng rồi, để gì cái này chiều mới ăn được. Dạ. Dạ được, sống thôi, để bỏ miếng nước lèo vô. Sống luôn hả? Để mua nó đầy nát cả, chứ nó bỏ hồng hơi rồi. Rồi chứ xếp lại lắm. Ăn rất là kỹ luôn. Để riêng. Cái hộp mang về của anh đó là dùng cho thăm lò vi sóng được luôn nè các bạn. Một phần mang về thập cẩm này là bao nhiêu vậy anh ơi? Cái này là bao cắt thì thêm 10.000 nữa là 80. Dạ. Là giấm nước tương. Này là nước tương. Tương ớt. Dạ, tương ớt. Sạch thế. Em ăn tỏi được không? Dạ, tỏi xay luôn. Dạ em vậy, em thấy đều. Dạ. Ồ thơm quá. Rồi em chấm còn không? Cái tỏi băm này nó thơm nè anh ha. Em ăn tỏi miếng không? Rồi có tỏi miếng. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, dạ. Hấp dẫn quá. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. À, cái này Trang gọi hành thánh khô, hành thánh mì khô này các bạn. Một tô như vậy thì có giá là 45.000. Gồm có một bánh tôm chiên nè, cá xíu, thịt bằm, tóc mỡ. Và bên đây là chén súp có cả hành thánh này. Giá là 45.000 nha các bạn. Cho xin mời cả nhà cùng thưởng thức món mì hoành thánh khô xá xíu cùng với Trang nha. Thì Trang sẽ hấp thử cái nước lèo đi. Trang sẽ thử thêm một miếng nữa. Nước lèo rất là thơm. Khí hậu thì không ngọt cũng không có mặn, nhưng là kiểu như là cái gia vị là vừa ăn á các bạn, hơi ngọt ngọt mà cũng hơi mặn mặn á, nó hòa quyện lại với nhau thì ăn cũng vừa chứ không có quá mặn. Ngon.
là hoàn thánh nè. Cái nước sốt pha là của anh chủ quán pha nè. Hành thánh mềm vừa ăn à, bên trong là nhân thịt xay á, rất là béo luôn các bạn. Cái nhân bên trong rất là ngon, nhân bên trong là thịt xay, cái thịt rất là tươi béo. Bên đây là xá xíu. Xá xíu cũng vậy mà, xá xíu vừa ăn à, cái thịt rất là mềm và tươi luôn, ngọt. Xá xíu ở đây là Trang thấy là nhìn nó kiểu nó ướt át á, nó không có bị là bị khô á, không có bị khô á bạn. Nó khi ăn thì rất là mềm nè, ngọt thịt, chứ không có bị khô. Cá xíu ở đây á, ngon á. Thịt cá xíu rất là mềm, ngọt thịt. Cọng mì rất là ngon, nó dai dai chứ không có bị mềm hết. Dai dai dẻo dẻo rất là ngon luôn, cọng mì rất là ngon. Cọng mì dai ăn chung với miếng thịt xá xíu á. À, miếng thịt thì mềm, ngọt, béo à, ăn chung với cọng mì nó dai nữa. Thì khi mình ăn vô miệng á, nó hòa tan ở trong miệng á, mà rất là ngon và hài hòa luôn á. Cái bánh tôm chiên ở đây nhìn cũng rất là hấp dẫn à. Đặc biệt là cái bánh tôm chiên ở chỗ anh rất là ngon luôn các bạn. Ừ, nó giòn tan luôn. Nà, cái gia vị ở trong cái bánh nó cũng rất là ngon đó các bạn. Không biết thì các bạn có nghe được cái độ mà giòn tan trong miệng của Trang nhai không, nhưng mà Trang ăn cảm nhận thì rất là ngon luôn các bạn. Giòn rụm luôn các bạn. Đây là thịt bằm. Ngon. Thì quán của chú Cẩu á, bán từ sáng tới 2:30 chiều là dọn rồi á các bạn. Thường thì quán đông khách là giờ sáng tầm 7 đến 8 giờ là quán đông khách. Còn cái giờ này Trang đi buổi trưa nên là khách cũng đã vãng lai rồi. Hôm nay buổi trưa Sài Gòn cũng đang nắng nóng nè, trời đổ cơn mưa, trời cũng rất là mát mẻ, nhưng mà tuy nhiên trời mưa thì cũng ít khách tới ăn hơn, lai rai quý vị. Ở chợ thì
thì rất là đông vui luôn. Nãy giờ thì cho thấy khách du lịch nước ngoài này, trong nước này, vô tham quan mua sắm. Mỡ rất là ngon, trắng giòn, không có bị cháy đắng đó à. Nước lèo á, cái hương vị nước lèo cũng rất là ngon. Cái bánh hành thánh á thì bên trong cái nhân thịt heo cũng rất là béo, ngon. Mỗi thứ topping của món mì khô hành thánh thì Trang thấy cái nào cũng ngon hết, khi mà kết hợp hòa quyện lại với nhau thì rất là ngon. Như là khi mình ăn cọng mì rất là dai ngon, nó kết hợp ăn với bánh cơm chiên rất là giòn luôn. Khi ăn thì nó rất là ngon, nói chung là ngon các bạn. Nhìn chung món hành thánh của chú cậu ở đây thì Trang thấy rất là ngon nha. Nhất là xá xíu này rất là mềm, không có bị khô, mì thì dai, kết hợp với hành thánh, nhưng hành thánh rất là béo ngon, cái nước lèo thì cũng rất là ngon luôn. Địa chỉ của chú cậu thì nằm ngay mặt tiền chợ, đối diện là 127 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1. Các bạn hãy ghé và trải nghiệm cho mình ý kiến nha. Trang xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và hãy nhớ đăng ký like, share, chia sẻ, đăng ký ủng hộ kênh cho Trang nha. Bye bye.